Ok, trận đầu tiên trong chiến khu Asina quýnh với lại New Blue. Kiếm content mới làm anh ơi, mình content mới chơi game mới ra thôi, chứ còn mà game bây giờ chưa có game hay. Đối với anh thì hiện giờ chưa có game nào hay thị trường Việt Nam hết đó. Chưa có. Và tương lai sẽ có, chờ con game One Punch Man Perfect World, game nhập vai về chơi cuối năm nay tháng 12. Rồi anh chơi rồi, game đó hơi chán anh không có chơi. Game nó chán chích mẹ kìa mẹ. Game đó mà đi nếu nạp tiền thì không khác gì mẹ làm gạch cho tụi nó lót đi. Đúng game trong phim luôn mẹ. Bây giờ mấy ông mà nạp tiền thì mấy ông sẽ trở thành nhân vật chính, còn mấy ông mà không nạp tiền mấy ông trở thành mấy ông lính lâu hâu xung quanh. Ừ, mê tồi xù lung game sân súng, nói rồi con game đó game sân súng không có chơi được lâu đâu. Game đó mà không nạp tiền sao mà chơi mấy ông, mày con game đó là con game sân súng mà. Con game đó là con game sân súng mấy anh em à. Game sân súng thì tiền đéo đâu mà nạp. Mày. Anh có chơi FIFA không? Không, anh không có chơi FIFA. FIFA online là đó anh chưa đụng vô lần nào luôn, anh chỉ chơi game MOBA thôi à. Mà chưa không có chơi, đã kêu là không mê đá banh thì chơi FIFA thì sao mấy không? Không mê đá banh thì sao mà chơi FIFA được, phải mê mới chơi chứ còn không mê sao mà chơi. Anh có ý định đầu tư con kẹt mới không anh? Mỹ laptop sao đầu tư? Ôi mấy này đang xài laptop mà đầu tư kiểu méo gì, chỉ có giờ đi mua kẹt rồi thôi. Trận thứ hai sim new mẹ 90 triệu với lại 62 triệu, mẹ tự hào quá không? Mày ăn được thằng 62 triệu tự hào gì luôn hả? Ôi ổn không vậy? Anh có chơi tốc chiến không? Có. Tốc chiến liên quân có. Trời ơi, chưa nãy quýnh nãy giờ mày 3 phút đồng hồ rồi mày. 3 phút đồng hồ rồi mày chưa xem được, mày chưa xong hiệp 1 luôn. Ôi má đồ hình Asina gãy hết mẹ rồi. Cấu hình laptop của anh là 1050T. RAM là 16GB. Ủa là hai ủa là ủa SSD 250, ủa SSD 500, đó vậy thôi. Core là Core i7-9100. Laptop mua từ thời đầu năm 2018. Màn hình 17 inch. Asus ROG 703 GE, GLE hay GE gì em nhớ. Mày lát tới bây giờ 5 năm rồi trả cổ. Mẹ ngày xưa mẹ ngày xưa mẹ ngày xưa con máy của tôi mẹ là top mẹ. Top của những con máy cái thời của tôi á mấy ông. Mấy ông bấm thử cái thời mà con lát của tôi khi mà cái thời đầu quay là bao nhiêu tiền. Ôi mẹ cái thanh SSD tôi mua 2018 mà 250 ngày xưa tôi mua có thanh Samsung mấy ông, tôi biết tôi mua nhiêu không? 2.750.000. Thanh SSD 250 của Samsung á, còn bây giờ mẹ thanh 250 bây giờ mua có 300.000 thanh. Không, Riot Kingdom không chơi. Mỹ con Riot Kingdom đó tôi mới đáng lẽ con game đó tôi chơi rồi mà không biết sao đụng game nó quảng cáo nhiều quá tôi ghét tôi đéo chơi. À.
Ngày xưa là tôi tham lam, tôi ngu dốt, tôi đi mua cái màn, tôi tham lam là tôi mua máy 17 inch. Tại vì lúc đó thằng bạn tôi nó tư vấn cho tôi nè, nó kêu là mày mua cái laptop rẻ tiền để mày đi học thôi. Còn lại bao nhiêu tiền thì mày mua cái máy tính bàn, chứ mày đừng có mua một cục. Nó ngồi nó phân tích như thế này. Là nó kêu là thay vì mày mua cái laptop 50 triệu á, thì mày mua cái laptop cũng cỡ tầm 15 triệu để mày xài thôi. Còn lại số tiền kia mày build một cái máy tính bàn cho mạnh, để mày tương lai mày đi. Nhưng mà lúc đó mấy ông biết tại sao không, là tôi là hay chuyển trọ. Tôi ở trọ lại tôi hay đi về quê, là tôi hay đi làm xa, hay đi công trình á, cho nên là không thể nào mà để máy tính bàn ở nhà với cầm laptop sao mà chơi game. Thì tôi mới kêu là tôi mua một con laptop xịn để tôi đi đâu rồi tôi cũng có máy tôi chơi game. Nó lại sau này đi làm luôn. Thì thay vì đi mua MacBook, thay vì đi mua MacBook, đầu MacBook á, thì tôi đi mua con này. Mà lúc đó thằng bé đem ra là anh ơi là 13 inch rưỡi với lại 17 inch. Thì anh chọn cái nào? Thì lúc đó tôi đang chơi Black and Blue nữa, tôi chơi 13 inch nó nhỏ quá tôi chơi không được. Thì tôi mới bắt buộc tôi chọn con 17 inch. Mà sau khi mà tôi mua con 17 inch này thì tôi hối hận gì cuộc đời. Tại vì nó quá nặng. Ôi nó nặng vãi cứt luôn mấy ông, mà nó to nữa là không có cái cặp nào để dựa đó. Rồi xong rồi phải mua cái cặp riêng để chứa cái laptop luôn. Ôi má, mệt vãi cứt ra, giác nó nặng như chó. Rồi xong rồi nó mau hết pin nữa, mà được cái nó không có phù pin, con này nó không có phù pin. Rồi tản nhiệt của nó thì tầm tản nhiệt dưới đấy. Tổng máy với lại cục sạc không là gần 10kg. Tổng máy với cục sạc luôn á là gần 10kg. Tại vì khung máy thì nó nhẹ, cục sạc không là đăng ký máy rồi. Đó xong rồi lúc đó bạn tôi tư vấn gì, nhưng mà lúc đó tôi cần laptop quá. Đi về về xong đi công tác rồi đó. Chứ bây giờ mà build cái máy tính bàn, ngày xưa tôi có máy tính bàn. Ngày xưa tôi có một cái máy tính bàn mà, xong rồi tôi bán lại cái máy tính bàn đó cho anh tôi. Tại vì cái máy tính bàn đó tôi đi về, một lần tôi đi về quê là tôi không có máy chơi. Tôi không có máy chơi cho nên tôi quyết định tôi mua một laptop xịn luôn đó. Chứ bây giờ mà xài mấy bàn là dễ rồi, bây giờ mấy bàn thì yếu con nào mấy anh em đi mua linh kiện, mấy anh em đi thay thôi dễ. Còn laptop thì mấy anh em bây giờ chỉ một là chỉ có thay ổ cứng thôi, thay RAM nữa đâu còn thay gì để thay nữa đâu. Chứ con cạc thì nó cứ nằm như đó rồi, giờ may ra mấy anh em đi mua cái bộ cạc rời thôi đó. Không phải là chuẩn mấy anh em mà là nó không có hiểu không, mấy giờ tôi hỏi mấy anh em đi làm nha. Giờ tôi hỏi là bây giờ tôi không chỗ ở, tôi không cố định, tôi phải đi làm nhiều chỗ khác nơi khác nhau thì sao mà xài mấy bàn được. Có hôm thì tôi ở công ty gần cả tháng luôn, còn có hôm thì ấy. Đây tôi để tôi ngồi tôi quấn xong trận này, tôi kể lý do tại sao tôi không xài máy tính bàn cho mấy ông nghe. Để xong trận tôi trận chiến khu thì tôi sẽ ngồi tôi nói lý do này.